Vụ giám sát viên quận Cam Andrew Đỗ bất ngờ từ chức chủ tịch Cal Ultima tiếp tục nổ lớn. Mới đây, tờ báo Voice of OC cho biết, trong những năm gần đây, mức lương của các giới chức Cal Ultima tăng vọt khi giám sát viên Andrew Đỗ làm chủ tịch hội đồng quản trị cơ quan này. Số tiền đó đáng lẽ phải được dùng để cung cấp các dịch vụ y tế cho những cư dân gặp khó khăn, bác sĩ Paul Yost đã nói với Voice of OC. Các giới chức của Cal Ultima có lương cao hơn cơ quan bảo hiểm y tế tương tự là LA Care ở Los Angeles County, trong khi LA Care phục vụ số cư dân nhiều gấp 3 lần Cal Ultima. Khi đưa tin ông Andrew Đỗ từ chức chủ tịch Cal Ultima, The Orange County Register, nhật báo lớn nhất quận Cam, bình luận chuyện Cal Ultima bị điều tra không có gì ngạc nhiên vì những thông tin về cách làm việc của ông Andrew Đỗ đã được biết từ lâu. Các nhà nghiên cứu cho biết Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một mạng lưới vệ tinh lớn gần quỹ đạo trái đất nhằm cung cấp dịch vụ Wi-Fi cho người dùng toàn cầu để qua mặt hệ thống Starlink của tỷ phú Elon Musk, theo South China Morning Post trích dẫn bài báo về biện pháp chống Starlink được đăng trên tạp chí Command Control and Simulation vào ngày 15 tháng 2. Nhóm của Phó giáo sư Su Khan của Đại học Space Engineering University thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân, gọi tắt là PLA, là bên viết báo cáo này. Họ cho biết dự án được đặt mật danh là GW, nhưng vẫn chưa rõ nó có ý nghĩa là gì. Tập vệ tinh GW sẽ gồm 12.992 vệ tinh thuộc sở hữu của Tập đoàn Mạng Vệ tinh Trung Quốc. Thời gian phóng vệ tinh vẫn chưa được xác định, nhưng số lượng không thua kém so với dự án 12.000 vệ tinh đến năm 2027 của SpaceX. Tôi là Đỗ Thanh Minh. Trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp, tức là đau nhức của hai cái chân, đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc thì cũng không khỏi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều các hãng máy massage và cuối cùng tôi đã tìm hiểu được thì là tôi đã mua được cái máy massage của hãng Nuraco của Mỹ. Và sau khi mua được cái máy massage Nuraco của Mỹ này về để sử dụng hàng ngày thì cái căn bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn và đi lại rất là dễ dàng, không như trước đây nữa. Hệ thống rút của hai cái chân này là các cái hãng khác là gần như là không có. Tổng thống Belarus Lukashenko, đồng minh thân cận của Nga, sẽ đến thăm Bắc Kinh trong tuần này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chuyến đi dự kiến diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng lo ngại rằng Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp viện trợ quân sự cho Nga. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cho biết, ông Lukashenko sẽ thăm Trung Quốc từ thứ Ba đến thứ Năm, nhưng không đưa ra chi tiết về chương trình nghị sự của ông. Belarus đã ủng hộ mạnh mẽ Moscow và cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để làm bàn đạp cho cuộc xâm lược lúc đầu vào Ukraine vào một năm trước đây. Ông Lukashenko là tổng thống duy nhất của Belarus kể từ khi vị trí này được thành lập vào năm 1994 và đã dập tắt các cuộc biểu tình vào năm 2020 vì việc ông tái đắc cử gây tranh cãi trong một cuộc bỏ phiếu mà phe đối lập và các nước phương Tây coi là gian lận. Hãng xe Việt Nam VinFast sẽ bàn giao những chiếc xe điện VF8 đầu tiên cho khách hàng ở Mỹ từ đầu tháng 3 năm 2023 sau hơn 2 tháng đợi chờ. Trong thông cáo báo chí gửi ra vào ngày 27 tháng 2, VinFast cho biết lễ bàn giao xe VF8 City Edition sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 tại cửa hàng của VinFast ở California và lần lượt bàn giao tại nhà cho khách hàng trong các ngày tiếp theo. Cùng với việc bàn giao, VinFast vẫn tiếp tục tổ chức các chương trình lái thử quy mô lớn trên khắp California để đem đến trải nghiệm thực tế nhất tới cho người dùng. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Chính quyền Việt Nam lần đầu tiên không cản trở cuộc biểu tình tuần hành chống Nga xâm lược và ủng hộ Ukraine do Đại sứ quán Ukraine tổ chức hôm 25 tháng 2 tại Hà Nội. Trang Facebook của Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội cho biết, cuộc tuần hành đoàn kết nhân kỷ niệm một năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine đã được tổ chức tại trung tâm Hà Nội. Các vị đại sứ và đại diện cơ quan ngoại giao của các nước tại Việt Nam, bạn bè Ukraine và cộng đồng người Ukraine đã tham dự sự kiện. Cuộc biểu tình này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, 5 lần nhắc cụm từ Nga sẽ thất bại và 3 lần nói Nga đánh Ukraine là không có chính nghĩa trong một cuộc phỏng vấn được đài VTC thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam đăng tải. Từ Little Sài Gòn, nhà báo Đỗ Dũng nhận định điều này cho thấy Hà Nội đã quay xe nhằm dọn đường cho các sự kiện có ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Mỹ trong năm 2023.
Một điều đáng chú ý trong cuộc tuần hành hôm 25 tháng 2 là có nhiều người Việt Nam tham gia và đã không được truyền thông nhà nước loan tin. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines buộc phải hoãn việc nối lại các đường bay đến Trung Quốc sang đến tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2023 để chờ quyết định tiếp theo của Bắc Kinh sau khi Việt Nam bị loại khỏi danh sách các điểm đến du lịch hậu COVID-19 của Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, viết tắt là CAAV, cho biết Vietnam Airlines sẽ phải lùi thời gian nối các chuyến bay đến Trung Quốc và cho biết điều này ảnh hưởng đến kế hoạch bay của các hãng hàng không Việt Nam. Trung Quốc hồi giữa tháng 2 thông báo mở lại các tour du lịch tới 20 quốc gia. Tuy nhiên, Việt Nam bị loại khỏi danh sách này. Trong khi đó, các nước láng giềng khác trong khu vực như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Philippines đều có tên trong danh sách 20 quốc gia này. Trước đó, vào tháng 10 năm 2022, nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, Cục Hàng không Việt Nam đã đề nghị nhà chức trách hàng không Trung Quốc mở lại các chuyến bay thường lệ giữa hai nước. Tiếp theo là phóng sự Việt Nam do các cộng tác viên ở trong nước thực hiện. Số hóa trong cải cách hành chính ở Việt Nam đang được đẩy mạnh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đi làm giấy tờ, giải quyết các vấn đề thông qua dịch vụ công. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy cải cách quy định, cắt giảm gánh nặng hành chính và xây dựng chính phủ điện tử chuyển đổi số. Về chuyển đổi số thì mình thấy là thuận lợi sẽ dành cho những người mà người ta thông thạo về điện tử, hoặc là những bạn trẻ còn bất tiện thì sẽ dành cho những bậc phụ huynh này nọ. Họ sẽ hơi bất cập trong chuyện đó. Còn cái bất lợi thứ hai là mình nghĩ là từ một cái hệ thống chuyển sang thì nhà nước sẽ mất rất nhiều thời gian. Nổi bật nhất là việc xóa bỏ chứng minh nhân dân giấy, thay vào đó là căn cước công dân có gắn chip điện tử. Trong năm 2023, sổ hộ khẩu cũng bị xóa bỏ hoàn toàn, thay vào đó là tài khoản điện tử định danh cá nhân. Các loại hồ sơ tài liệu như thẻ bảo hiểm y tế, bệnh án, giấy tờ khiếu nại tố cáo dần được số hóa. Cơ sở dữ liệu quốc gia cũng đi vào giai đoạn hoàn thiện. Theo mình nghĩ thuận lợi là sẽ giúp được cho thủ tục làm giấy tờ sẽ nhanh hơn, không phải chờ đợi như là làm ở giấy tờ tay là phải chờ đợi lâu rồi có khi không làm được, gặp nhiều rắc rối. Còn bất lợi thì như những người trẻ thì cái điều đó thì sẽ tốt hơn, còn những người già thì sẽ không am hiểu về kỹ thuật số với lại điện thoại, rồi người ta không rành đó thì sẽ khó khăn cho những người đó. Các dịch vụ công đều được cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin như hỗ trợ trực tuyến, công chức trực tuyến để giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính, vướng mắc của người dân. Chỉ cần một chiếc smartphone hay một cái điện thoại, người dân có thể tra cứu thông tin hay nhanh chóng gặp gỡ nhân viên công vụ để giải quyết các vấn đề của mình khi truy cập dịch vụ công trực tuyến. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoa Cát xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.